Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Khánh Vy Rất vui khi được gặp mọi người trong video lần này Hôm nay mình sẽ làm một review về sản phẩm máy ép chậm trục đứng uh, Olevo SC2000 Thì... Thì, uh, Trước khi vào video, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm bên mình Bằng cách qua fanpage Bếp Nhà Khánh Vy, Zalo đặt hàng Để mình có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất Bên mình miễn phí ship toàn quốc thì đây chính là sản phẩm uh, Olevo SC 2000 vừa mới ra mắt luôn nha mọi người. À, và có uh, máy được bảo hành là 24 tháng, một đổi một trong vòng 10 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất. Thì uh, bên mình có rất là nhiều dòng sản phẩm máy ép chậm khác nhau của rất là nhiều thương hiệu. Nếu mọi người muốn tham khảo thêm thì vào trang YouTube của mình, mình có ép thực tế về những cái uh, dòng sản phẩm máy uh, ép nếu mọi người quan tâm thì cứ inbox cho mình để mình tư vấn hỗ trợ cho mọi người phù hợp với từng nhu cầu và ngân sách của mọi người nha Thì đây là máy ép Olivo SC2000 Thì mọi người nhìn tổng thể máy được thiết kế rất là đẹp nha Có màu sắc là màu be, à, sang trọng Đặt vào cái không gian bếp thì giúp không gian bếp của mình được nổi bật lên à, thì Thì đây là sản phẩm máy có mức giá tầm trung à, và ép mà trong quá trình ép thì à, ép kiệt à, cho ra được cái lượng nước à, khá là nhiều và à, uống màu sắc đậm vị rất là ngon nha mọi người với cái thiết kế là ống tiếp liệu 12cm thì à, mọi người thoải mái cho nguyên liệu vào cùng một lúc hoặc là mọi người có thể cho từng nguyên liệu vào thì ở trên có cái um, miệng tiếp liệu phụ thì mọi người có thể châm vào đây đó rồi mọi người mở ra mọi người lưu ý là trong quá trình mà mình ép á, thì mọi người nhớ đóng nắp lại nha nếu mà mình không đóng nắp á lắp không đúng vị trí là máy sẽ không có hoạt động đâu mình phải đóng nắp lại rồi mình ép đó, mình cho nguyên liệu vào rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tháo lắp máy nha rất là đơn giản À, mọi người sẽ dùng tay nè đẩy nhẹ qua mọi người mở cái nắp này ra rồi dùng tay đẩy nhẹ qua đó giữa những cái uh, máy ấy, ống tiếp liệu nè rồi củ ép và cái khoang chứa nước ép thì sẽ có một cái g mọi người lưu ý mình lắp đúng thì máy mới hoạt động đó như uh, hồi nãy á, mình chưa có mở nắp mình mở ra thì máy đang khóa lại mình không mở ra được rồi bây giờ mình sẽ lấy từng cái bộ phận cho mọi người quan sát nha rồi đây là cái cụ ép và đây là lưới lọc lưới lọc thì được thiết kế dạng lỗ này mọi người đó và đây là cụ ép cụ ép thì lưỡi dao được kết hợp với cụ ép luôn trong cái quá trình mà mình ép mình cho nguyên liệu vào trái cây rau củ táo cà rốt ổi, xoài hay là à, mận rồi rau cần tây hoặc là rau má thì mọi người cho vào thì cái lưỡi dao này sẽ cắt nhuyễn cái nguyên liệu sau đó rồi cụ ép sẽ à, ép ép thì à, giúp cho cái nguyên liệu của mình à, được nhuyễn miệng và thu được cái lượng nước à, kiệt kiệt luôn và đây là cái khoang ép khoang chứa nước ép à, mọi người ép xong thì mình sẽ nước ép sẽ chứa trong đây mọi người sẽ mở ra cái đầu ra nước nè sẽ chảy ra ngay cái cốc và bả sẽ ra đây đó rồi ở dưới này thì sẽ có cái dân cao su mọi người lưu ý là mình mở cái dân cao su này ra mình vệ sinh xong thì mọi người nhớ đậy lại nha đó rồi máy thì mình cho mọi người xem ở phía dưới, đây dưới thì có cái quạt tản nhiệt nè. trong quá trình mà mình à, sử dụng mình ép á, thì quạt tản nhiệt hoạt động, tản nhiệt giúp cho động cơ làm mát động cơ và tuổi thọ được tăng cao. đây có bốn cái chân này gian cao su, à, mình ép thì không có sợ bị xê dịch máy, rất là chắc nha. rồi mình cho mọi người quan sát phía sau. ở phía sau á, thì sẽ có cái, cái công tắc này mọi người bật on là máy hoạt động. Reverse mọi người giữ thì sẽ đảo chiều. rồi bên phía hông á, thì sẽ có cái tem kích hoạt bảo hành. thì mọi người lưu ý mình có thể là tải cái app về hoặc là mọi người cào cái mã ra để lấy mã rồi gửi SMS nha kích hoạt bảo hành. Đó. máy thì có trọng lượng là tầm khoảng 3 ký máy á mọi người và có cái công suất là à, 250W thì à, khi mà mọi người à, ép á, à, với cái, cái công suất như vậy và à, có cái tốc độ quay là 35 vòng một phút thì với tốc độ quay chậm sẽ giúp cho à, cái à, nước ép của mình ép được giữ trọn cái hương vị tự nhiên, mình uống sẽ đậm màu, đậm vị, rất là ngon, giữ được trọn cái dinh dưỡng mình uống mỗi ngày mọi người làm một ly nước ép á, uống điều uh, tóc cơ thể nè hoặc là những chị em mà giảm cân á mình ép cần tay rồi thơm á uống khá là ngon rồi bây giờ mình sẽ lắp cái um, khoan ép vô rồi Khoan chứa nước ép vào rồi sau đó mình sẽ cho cái lưới lọc vào rồi mình sẽ gắn cái trục ép rồi sau đó mình gắn cái khoan ép gắn cái um, ống tiếp liệu vào rồi mọi người đậy nắp lại rồi gắn cái thanh nhồi vào cho thanh nhồi vào mọi người ghim điện là máy sẽ chạy thôi máy chạy khá là êm luôn á mọi người mọi người ở xa xa mình không có nghe được tiếng ồn đâu và đây là sách hướng dẫn công uh, hướng dẫn cái um, mình lắp ráp nè rồi bao nhiêu mọi người tham khảo thêm nha rồi bây giờ trong đây là cái kích hoạt điện tử phiếu kích hoạt điện tử và phiếu kích hoạt bảo hành truyền thống và đây là cũng là cái cách mà hướng dẫn mình là lắp máy đó có cây cọ vệ sinh này mọi người đây thì uh, trong quá trình mà mình sử dụng máy mình thấy là sản phẩm Olevo SC 2000 máy ép chậm này ép khá là kiệt và cho ra lượng nước uống mình thấy rất là ngon đầy đủ dinh dưỡng uh, và uh, Máy được bảo hành là 24 tháng và có mức giá cũng tầm trung nữa Đây cũng là một cái sản phẩm tốt mình muốn giới thiệu đến mọi người à, Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm thì cứ inbox cho mình để được hỗ trợ và tư vấn phù hợp với từng nhu cầu của mọi người nha Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Nếu mọi người thấy video của mình có nhiều thông tin hữu ích thì cho mình xin một subscribe, đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video cung cấp nhiều thông tin đến cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.